Hiếu Fan Blog gửi lời chào thân yêu và trân trọng nhất đến với cô chú anh chị và các bạn trong cũng như là ngoài nước ạ. Thì tiếp theo cái video mới nhất này, Hiếu xin chia sẻ cho quý vị được biết về cái vụ án của Hồ Duy Hải. Mà trong cái nội dung video này, Hiếu muốn truyền tải những cái lời của nhân chứng sống để gửi đến cho mọi người cùng biết. Thì trong cái vụ án của Hồ Duy Hải còn rất là nhiều tình tiết mà quan sai, mà cơ quan điều tra chưa có làm rõ, có thể là bỏ lọt hung thủ thật sự trong cái vụ án này, thưa quý vị. Thì hôm nay có một số nhân chứng sống đã khẳng định rằng thấy nạn nhân Vân đi mua trái cây 21 giờ tối, nhưng khi mà cơ quan tố tụng Long An vẫn khẳng định nạn nhân bị sát hại khoảng 20 giờ 30, thì đây là cái thời gian giữa cơ quan điều tra và nhân chứng sống không có logic, cho nên là cái vụ án này đang còn rất là nhiều cái quan sai ở trong cái vụ án, cho nên là dư luận rất là quan tâm. Cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa hết, thưa quý vị. Như quý vị cũng đã biết, cái vụ án này đã kéo dài hơn 12 năm rồi, và cho tới thời điểm hiện tại thì những người có thẩm quyền cao nhất cũng đã lên tiếng. Và hôm nay Hiếu làm cái video này để chia sẻ đến cho mọi người được biết. Mời quý vị cùng nghe Hiếu chia sẻ nhé. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Thưa quý vị, khi các cơ quan tố tụng Long An khẳng định nạn nhân bị sát hại lúc 20 giờ 30, thì nhân chứng khẳng định thấy nạn nhân mua trái cây vào lúc khoảng 21 giờ. Vậy thì cái thời gian nó sai lệch quá lớn, thưa quý vị. Thì trong cái đơn kêu oan và tố giác làm sai lệch cái hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải cũng đã gửi lên Chủ tịch nước cũng như là Ủy ban Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Ngày 3 tháng 7, luật sư Trần Hồng Phong là đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cũng là người hỗ trợ pháp lý cho bị án Hồ Duy Hải đặt nghi vấn là có người thấy nạn nhân Vân còn sống và đi mua trái cây lúc 20 giờ 45 phút đến 21 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008. Với cái mốc thời gian này thì chênh lệch rất là lớn với cái thời gian mà các cơ quan tố tụng tỉnh Long An kết luận trong cái vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ 30, thưa quý vị. Thì trong cái đơn mà luật sư Phong này cũng có nêu là chị Nguyễn Thị Bích Ngân là người bán trái cây cho chị Vân cũng đã khai. Thì cái biên bản ghi lời khai ngày 14 tháng 1 năm 2008 như sau: vào lúc khoảng 20 giờ 45 phút đến 21 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008 là chị Ngân đang bán trái cây thì có một cô gái ốm, cao, mặc áo sơ mi màu trắng, tóc ngang vai, đi bộ lại chỗ của chị để mua trái cây. Thì chị Ngân cũng cho biết là chị biết cô gái này làm việc ở bưu điện Cầu Voi. Cô gái này chính là nạn nhân Vân, thưa quý vị. Đặc biệt ở chỗ là tại biên bản về cái việc mà xác định thời gian chị Nguyễn Thị Thu Vân này á, đến mua trái cây á, thì trước khi mà bị sát hại do cảnh sát điều tra, cơ quan điều tra thực hiện ngày 16 tháng 1 năm 2008. Theo bộ luật 262, nội dung có ghi rõ như sau: anh Long là chồng của chị Ngân, người bán trái cây cho Vân cũng cho biết, thì vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 13 tháng 1 năm 2008, anh ở tại nhà. Lúc này thì có chị Vân là nhân viên của bưu điện Cầu Voi đến để mua trái cây tại nhà anh. Thì vợ của anh là chị Ngân mới ra bán trái cây cho chị Vân. Thì cùng cái thời điểm này, anh Long đi đến cây xăng Cầu Voi để bán hàng. Thì chị Vân vẫn còn lại ở nhà của anh Long, thưa quý vị. Khi mà anh Long đến cây xăng Cầu Voi thì ở đó có lắp đặt camera và quay lại cái hình ảnh mà anh Long đã đến cây xăng này. Thì cây xăng này được chủ doanh nghiệp lắp đặt rất là nhiều camera để quay lại, thưa quý vị. Thì cơ quan cảnh sát điều tra đã mở máy quay phim ghi lại cây xăng Cù Voi và xác định cái thời gian mà anh Long đến cây xăng, đồng thời để xác định lại cái thời gian Vân đến mua trái cây tại nhà anh Long. Thì qua cái quá trình mà kiểm tra đó, máy quay phim tại cây xăng Cầu Voi cũng cho thấy là anh Long đến cây xăng Cầu Voi để bán xăng vào cái thời gian là 21 giờ 1 phút 40 giây
Ngày 13 tháng 1 năm 2008 thì khoảng cách từ nhà anh Long mà đến cây xăng Cầu Voi là khoảng 50 m. Thưa quý vị, thì qua cái tài liệu trên cho thấy về cái mặt logic thì chưa có khớp. Thưa quý vị, thì thời điểm mà Vân mua trái cây phải được xem là quan trọng hơn, vì nạn nhân Vân có thể bị giết rồi sau đó 30 phút lại đi mua trái cây. Rất là vô lý, đúng không ạ? Thì theo cái quy định của Bộ luật hình sự, khi mà có tình tiết cũng như là lời khai mâu thuẫn thì cơ quan điều tra phải xác minh, đối chất làm rõ. Thế nhưng trong cái hồ sơ có cái tài liệu kết quả xác minh từ camera và lời khai của chị Ngân thì cái thời gian cũng như là cơ quan điều tra không có tiến hành đối chất và không sử dụng kết quả xác minh camera, cái mốc thời gian theo biên bản lời khai của chị Ngân, thì việc xác định cái thời gian gây án sai hoàn toàn và có thể dẫn đến cái khả năng là bỏ lọt hung thủ thật sự. Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 7 thì trao đổi với phóng viên, thì những cái phóng viên này gồm có phóng viên báo giao thông cũng đã tìm đến nhà của chị Nguyễn Thị Bích Ngân, người bán trái cây cho Vân tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, cũng khẳng định lúc đó khoảng 21 giờ tối thì chị có bán trái cây cho chị Vân một bịch trái cây với 40.000 đồng, gồm có 3 loại trái cây như là bưởi, bơm, quýt. Thì trong cái lúc mà Vân lựa trái cây thì chị Ngân có hỏi hôm nay tại sao em mua trái cây nhiều vậy, thì Vân mới trả lời là hôm nay có người cho tiền nên là em mua nhiều. Theo chị Ngân thì thường ngày chị Vân chỉ mua trái cây với cái giá tiền khoảng là 10.000 đến 12.000 đồng thôi. Thưa quý vị, đột nhiên hôm nay chị Vân mua với số tiền rất là nhiều hơn thường ngày. Thì cũng theo chị Ngân, đến cái thời điểm mà vụ án bưu điện Cầu Voi xảy ra thì chị bán trái cây ở đây đã trên 10 năm rồi. Thì hai nhân viên bưu điện Cầu Voi hay qua mua trái cây của chị, trong đó có chị Vân là người thường xuyên nên chị nhớ mặt rất là rõ. Tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, Vân qua mua trái cây còn mặc đồ của bưu điện nữa. Thưa quý vị, tóc còn chưa có chải. Chiều ngày 6 tháng 7, phóng viên cũng đã tiếp xúc với anh Nguyễn Văn Sơn. Anh Nguyễn Văn Sơn hiện vẫn là nhân viên cây xăng Cầu Voi và anh cũng cho biết thì hôm đó anh vào ca cùng với anh Nguyễn Thanh Long, tên thường gọi là Tèo, chồng của chị Ngân, cũng đã chết gần 2 năm qua rồi. Thưa quý vị, thì cái thời gian làm việc từ 6 giờ sáng, một ca 2 người, từ 6 giờ sáng hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Thì khoảng hơn 20 giờ tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, khi mà anh về nhà để tắm, sau đó thì quay lại cây xăng để thay cho anh Long về tắm. Và đến khoảng 21 giờ, anh Long quay lại cây xăng, tiếp tục bán xăng đến sáng. Thì sau khi mà vụ án xảy ra, thì anh Long có kể lại tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, lúc mà về nhà tắm, khi mà quay lại cây xăng thì vẫn còn thấy Vân đứng mua trái cây ở chỗ nhà của anh mà chị Ngân đang bán cho chị Vân. Thưa quý vị, đây là những gì mà nhân chứng sống đã thấy và kể lại, cho nên hôm nay Hiếu làm cái video này để chia sẻ đến cho mọi người được biết là trong cái vụ án của Hồ Duy Hải còn rất là nhiều tình tiết mà chưa có được cơ quan điều tra làm rõ. Thưa quý vị, cái mốc mà thời gian nạn nhân tử vong với cái thời gian mà nạn nhân đi mua trái cây trên lệch tới 30 phút, nhưng cái thời điểm đó nạn nhân chưa có chết mà vẫn đi mua trái cây. Thưa quý vị, khi mà cơ quan tố tụng tỉnh Long An vẫn khẳng định là nạn nhân bị sát hại khoảng 20 giờ 30, nhưng mà những cái nhân chứng sống này đã thấy chị Vân đi mua trái cây vào cái khoảng thời gian là 21 giờ. Vậy thì cái thời gian này chênh lệch quá lớn, đúng không à? Cho nên là cái vụ án của Hồ Duy Hải còn rất là nhiều, rất là nhiều những cái sai ở trong cái việc mà điều tra. Cho nên là qua cái video này, Hiếu mong rằng cơ quan chức năng, cảnh sát điều tra, tòa án nhân dân tối cao xem lại cái hồ sơ vụ án và điều tra hơn nữa, điều tra thật sự là chính xác để tìm cho bằng được cái hung thủ thật sự trong cái vụ án này. Thì video đến đây chỉ vậy thôi.
Hiếu xin chia sẻ cho mọi người được biết và mong rằng cô chú anh chị và các bạn khi xem video hãy để lại cho Hiếu một đăng ký để Hiếu có động lực làm thêm những cái video nóng và hot cũng như là vụ án của Hồ Duy Hải để cho mọi người được biết. Thì video đến đây Hiếu xin kết thúc. Hiếu xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian ra để ủng hộ cho channel của Hiếu ạ. Chúc cho cô chú anh chị và các bạn trong cũng như là ngoài nước luôn luôn được an lành, ấm no và hạnh phúc. Xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại.